1m57 nặng 45 kg, cần tăng bao nhiêu ký hả? Thiệt ra các bạn, cái chuyện mà mập ốm thì đôi khi nó vẫn còn cảm tính. Ví dụ ở một cái mức 45 kg như vậy đi, thì có người họ nói rằng là các bạn ốm, cũng có người nói các bạn là được rồi. Đó, không biết bây giờ chúng ta nghe ai đúng không? Đừng có nghe ai các bạn. Các bạn nên nghe chính bản thân các bạn. Các bạn thấy được rồi thì nó được rồi. Các bạn thấy nó ốm thì các bạn tăng ký nha, chứ cũng đừng có nghe mình hay là nghe ai đó nói làm cái gì chúng ta theo họ không có được đâu. Có bữa họ nói mập, có người nói ốm sao mà theo được nha. Nên là bạn cứ thử như bạn thấy mình hồi trước 55 kg thì đương nhiên rất ốm các bạn, và mình phải tăng ký. Mình tăng lên được 60 kg thì mình thấy chưa hài lòng, mình tăng tiếp, mình tăng lên được 65 kg thì mình thấy ok, cái cân nặng này tôi thấy phù hợp rồi. Tuy nhiên mình vẫn chưa chắc lắm ha, thì mình tăng lên tiếp khoảng 68 kg thì mình thấy không phù hợp với bản thân mình, tại vì cái mình không cao lắm, mình cao tương đối thôi đó. Còn với việc đó là cái việc mình nặng quá thì mập quá thì nó lại nặng các bạn, nặng nề thì mình không thích như vậy, thành ra mình giảm xuống cái mức cân nặng mà mình mong muốn đó. Nên là chúng ta cũng đừng có nghe ai chúng ta thấy chúng ta ok rồi thì là được nha, còn người ta thì chúng ta theo không được đâu. Vậy hen, mày yêu hen. Minh Trí đồng hành cùng bạn.